Chào cả nhà, hôm nay mình làm dưa cải muối chua đó các bạn. Dưa cải muối chua thì cũng mình trong cái kênh gia đình nhỏ của mình á thì cũng có chia sẻ rất nhiều lần rồi, nhưng mà bây giờ sẵn mình cũng muối để nhà mình ăn đó, thì mình sẵn mình chia sẻ với các bạn luôn, với lại cho có cái không khí Tết đó các bạn. Ở đây thì mình có ba cây cải Cần Thơ. Thì ba cây cải Cần Thơ này họ cân cho mình là 2 kg 600 g đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cắt khúc ra, rồi mình lặt bỏ lá sâu, lá úa, lá cái cùi rồi này kia mình bỏ đó các bạn ha. Thì để muối dưa cải thì mình cũng có một chút hành lá với lại hành tím. Thì hai cái này là giống như là để mình bỏ vào cho cái dưa cải của mình nó thơm lên thôi. Còn nếu như các bạn không có bỏ hai cái hành này vào thì cái cách muối dưa của mình nó vẫn chua, vẫn giòn ngon, nhưng mà mình thêm cái này vô cho nó còn ngon hơn nữa nha các bạn ha. Thêm hành lá hay hành tím đâu vô, nói chung mình có hành nào thì mình cho hành đó thôi, nhưng mà chỉ là hai món này thôi chứ đừng có cho hành tây nha các bạn. Đừng có cho củ hành tây vô nha, chỉ hành tím hoặc hành lá ha, có hai thứ thì càng tốt. Rồi bây giờ để mình ngưng máy mình đi xắt ra đó các bạn, để tránh mất thời gian của các bạn. Chứ nếu mà mình ở đây mình ngồi mình vừa lặt rồi mình vừa quay video như vậy đó, mình gắn cái máy thì gì cũng mất thời gian của các bạn ha. Mình nói vậy là các bạn hiểu ha. Giờ mình cắt ra lặt lá sâu lá úa rồi bỏ ha. Rồi để mình ngưng máy rồi mình lặt cải xong rồi mình chia sẻ tiếp với các bạn nha. À, các bạn ơi, sau khi mình lặt bỏ lá sâu lá úa hết trơn rồi đó các bạn, thì bây giờ cái cải này mình chưa có rửa đâu nha các bạn. Mình khoan cái rửa, mình đem ra mình kiếm cái chỗ mình banh ra mình phơi nắng trước nha các bạn nha. Này, sau khi mình lặt bỏ mấy cái này là đồ mình bỏ đó các bạn, bỏ một bịch rác một chút cho người ta đổ đó. Đó là cũng hai, nãy mình mua là ba cây nó là 2 kg 6, mà nãy giờ dạt bỏ mấy cái lá úng lá sâu với cái cùi của cái cải đó chắc cũng còn được khoảng 2 kg gì đó ha. Giờ này là gần 9:30 rồi, 9:20 sáng đó các bạn. Mình còn chưa có ăn sáng nữa đó, bụng quá. Ông xã mình ổng mua đồ ăn sáng về cho mình, ổng hô hoành thánh thủy gì đó, mà mình còn chưa có rảnh để ăn nữa. Giờ mới mình ra mình tranh thủ mình đi phơi cái cải này cho nó kịp nắng đó, rồi mới vô ăn sáng rồi uống thuốc tim đó các bạn ơi. Đau tim mãn tính luôn á, mỗi tháng phải tới bệnh viện để lãnh thuốc về uống đó các bạn. Rồi thôi giờ để mình ngưng máy ha, mình đi mình kiếm chỗ mình phơi cái cải này nha các bạn nha. Ha, mình phơi trước rồi mình mới sau đó nó héo héo rồi mình chiều mình đem vô muối ấy, thì mình mới bắt đầu mình rửa, chứ giờ mình đừng có rửa nha các bạn nha. Nếu mà mình rửa mà mình phơi không có đủ nắng ấy, là cái cải không có để ngày mai được, nó sẽ bị úng cái cải của mình á. Thành ra mình không có rửa, không có cho vô nước, mình đem ra mình phơi trước ha. Giờ để mình đi phơi. Bây giờ mình chở cái cải ra trên cái bàn ấy, mình phơi rồi đó các bạn ha. Mình phơi một chút cái mình thỉnh thoảng cái mình ra mình trở cái cải cho nó héo đều á các bạn ha. Mình cũng có mấy cái video mà làm dưa cải mà không có cần phơi nắng đó các bạn, trong kênh của mình đó. Nhưng mà bây giờ cái tháng này là tháng gần Tết rồi là ưu tiên để phơi nắng nha các bạn. Còn cái tháng nào mà nó mưa gió mình không có phơi nắng được thì mình cũng có cái cách đó để mà chia sẻ với các chị em các bạn đồ này kia kia nọ, để mà mình làm mình muối dưa cải trong gia đình mình ăn đó. Không phơi nắng nó cũng ngon lắm các bạn, nhưng mà bây giờ có nắng thì ưu tiên phơi nắng chứ ha. Rồi rồi để ấy chừng nào mình làm chia sẻ tiếp với các bạn nha. Các bạn ơi, sau khi cải mình phơi nó héo héo rồi đó các bạn, rồi mình đem vào thì giờ để bớt giai đoạn mình cũng đã rửa luôn rồi đó các bạn. Chứ rửa thì mình rửa 3-4 nước gì đó các bạn, rửa sao thấy sạch là được rồi ha. Rồi mình để vào cái rổ này cho nó ráo nước nè. Chứ bây giờ mà rửa cải cũng quay video nữa thì như vậy video nó kéo ra nó dài quá. Thành ra mình bớt giai đoạn mình đã rửa sạch luôn rồi nha các bạn. Tức là các bạn lưu ý là mình phơi cho cải nó héo ha, mua ở chợ về rồi lặt sạch lá úa lá sâu rồi bỏ xong đem đi phơi cho cải nó héo. Rồi bây giờ mình đã đem đi rửa này nha các bạn.
mình rửa xong rồi. Thì ở đây mình cũng có chuẩn bị một cái keo. Ở đây mình cũng có đã chuẩn bị sẵn luôn rồi các bạn. Hành tím với lại hành lá. Nếu mà các bạn không có hành lá thì các bạn lấy làm hành tím không cũng được ha. Rồi thì muối, đường rồi cũng sẵn hết rồi. Giờ mình vô mình coi nước sôi chưa, mình đem ra mình chuẩn bị làm dưa cải đó. Muối dưa cải đó các bạn ha. Còn đường á, các bạn lưu ý là đường nào cũng được, đường trắng, đường vàng, nói chung các bạn có đường gì thì làm được đó. Giống như mình vậy nè, mình cũng làm đường trắng nè không nè. Có người nói làm đường vàng thì cải nó màu vàng nó đẹp, nhưng mà không phải đâu các bạn. Quan trọng là cái cách của bạn muối như thế nào thì cái cải nó sẽ màu vàng, nó đẹp mà nó giòn thôi các bạn. Chứ có nhiều người họ dùng đường vàng họ muối mà cái cải cũng đâu có vàng gì đâu. Cái nước dùng đường vàng thì cái nước muối cải nó sẽ vàng vàng thôi, chứ cái cải cũng đâu có vàng hen. Thành ra đường nào cũng được, trắng vàng hay có đường nào làm được đó. Nhưng mà quan trọng là cái cách muối của mình sẽ làm cho cái cải của mình nó giòn ngon hen. Rồi giờ để mình vô mình coi nước sôi chưa, mình ra mình lấy bắt đầu muối dưa đó các bạn. Các bạn ơi, trong này mình đã để sẵn trong đây là 2 lít nước sôi mà mình để nguội chút rồi nha các bạn. Nguội tức là không phải nguội ngắt đâu, nguội nhưng mà vẫn còn nóng ấm nha các bạn, chứ không phải là nguội ngắt nha. Rồi ở đây là cái hũ muối. Thì đây với cái số lượng cải này khoảng 2 ký cải, tại hôm qua mình mua là 2 ký 6 mà lạc bỏ này kia cái nọ thì còn lại khoảng 2 ký. Thì giờ mình cho 2 muỗng canh muối vô đây nha các bạn ha, 2 muỗng. Với cái số lượng cải này với cái muối này thôi, còn chừng nào mình làm nhiều hơn nữa thì mình tăng lên, hoặc là mình làm ít hơn thì mình giảm lại. Rồi mình cho 2 muỗng canh muối. Dưới đây mình cho 2 muỗng đường ha, 2 muỗng cà phê. 2 muỗng cà phê đường ha. Các bạn có đường gì thì xài đường đó ha. Nè mình xài đường trắng nè, có đường nào thì làm đường đó thôi. Rồi mình cho 2 muỗng cà phê đường. Rồi ở đây là mình có là cái này là hành tím với hành lá mình sắc ra đó các bạn. Giờ mình cho vô thau cải này luôn ha. Rồi mình cho vô thau cải luôn. Quậy cho nó tan ra, tan cái muối với cái đường ra một chút. Nước này vẫn còn nóng ấm nha các bạn. Đun sôi rồi để nguội, mà để nguội một chút chứ không phải là nguội ngắt đâu nha. Phải như vậy nóng ấm thì cái cải dưa chua của mình nó mới ngon. Rồi giờ để mình bao cái rau tay vô. Còn nóng nè. Giờ mình cho cái cải này vô đây đó các bạn. Trong cơm gia đình nhỏ của mình là chia sẻ rất nhiều lần cái muối dưa cải này nè. Mình cũng có chia sẻ mà cái cách mà không có phơi nắng nữa đó các bạn. Nhưng mà cái đó giống như tháng mưa rồi á thì mình không có phơi nắng được. Thì mình sẽ trụng bằng nước sôi ha. Còn bây giờ cái tháng Tết thì mình phơi nắng cho cái cải mình nó ngon. Giờ mình cho cái cải vào cái nước muối này rồi á, mình cái tay mình nó cũng trộn trộn lên nha các bạn. Mình trộn vậy nè, mình trộn cho cái nước muối á, nó nóng ấm á, nó thấm vô cái miếng dừa của mình á. Trước đây á, mình cũng có làm cái cải này nè, lúc mà cũng còn khó khăn đó các bạn. Mình đó mình bán chín á là bánh lăng với da ua với lại đá me, rồi thì rau câu, rau má rồi này kia các loại, mà toàn là ở nhà mình làm không à các bạn ơi. Mình làm mình bán bởi vì khách của mình nó thích uống lắm. Anh để cái đèn đó luôn cho giùm tôi anh Trọng, đừng tắt nha. Tránh sáng thì nãy giờ quên mở cái đèn đó.
Ông thả mình làm đồ nhặt đèn kia ông để luôn đi, nãy giờ quên. Cái trong lúc mình bán bánh lăng, bán da u đá đó mẹ, mà da u bịch rồi mình cũng có bán hết á. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình đã cho cái dưa vào trong keo rồi đó các bạn. Cho cải vào trong keo rồi đó. Giờ còn cái nước á thì mình sẽ đổ cái nước muối vào đây. Hồi nãy mình đang nói là mình bán bánh lăng da ua đó me rồi đó các bạn. Thì trong lúc mình bán cái đồ ăn giải khát, mình có treo thêm cái tấm bảng cái chỗ mình bán đó, là mình bán có bán trứng vịt muối, có bán dưa cải chua rồi đó các bạn. Cái khách có khi khách người ta cũng vô người ta mua dưa cải chua, rồi người ta mua trứng vịt muối này kia đó, mình bán kèm thêm đó. Vậy mà mình cũng bán được lắm á các bạn. Rồi giờ để mình chế hết vào cái đây ha. Cái này là 2 lít nước đó nha các bạn. Hai lít nước á, vừa chiến luôn đó, vừa chiến luôn ha. Rồi bây giờ ta chỉ việc lấy tay nhấn đèn này xuống thôi, chứ khỏi cần vừa dằn vô. Có thí dụ mình có cái gì mình dằn dằn, không có không dằn cũng không có làm sao. Còn nếu mà các bạn muốn làm một cái bịch nước hay bỏ để dằn vô trong đây cho cái cải nó chìm xuống vậy, thì các bạn phải dùng cái nước bịch nước muối luôn nha, chứ đừng có sử dụng cái nước lã rồi cái để vô đây cái lỡ nó bể cái bịch nó tràn nước ở đây thì nó sẽ bị hư ha. Còn mình đây để coi mình có cái này coi dừa cái nào thì mình dằn cái đó thôi, tại cái miệng keo thì nhỏ mà dưới này này mình có hai cái đầu này nó có lực nặng chút đó. Ở dưới quê thì mình có cái nẹp tre đó, mình đè mình gài vô, còn đây mình không có thì mình có lấy cái này mình dằn đỡ, mà không chứ dằn cũng được luôn. Không dằn thí dụ mà thí dụ mình muối xong tới trưa chiều mình thấy nó hơi nổi nổi lên thì mình lấy cái đũa mình dở miệng cái nắp ra, mình lấy cái đũa mình đè nó xuống nữa cũng được. Còn thí dụ có dằn dằn không dằn cũng không có sao nha các bạn. Còn này mình có cái đồ nhỏ nhỏ này thì mình dằn xuống vậy nó đó. Rồi giờ mình để cho nó đi lên hơi hết rồi mình hả đậy nó lại ha. Đó thì mình làm cho các bạn coi đó. Rồi ba hôm sau mình sẽ chia sẻ tiếp với các bạn nha. Chờ cái cải này nó lên men nó chua đó. Đúng ra thì hai hôm là nó đã vàng, đã chua, đã ăn được rồi. Nhưng muốn để cho tốt cho sức khỏe thì mình 3 ngày mình hả ăn ha, đúng 3 ngày mình hả ăn. Chứ 2 ngày mấy cái mình ăn nó còn cay cay, nồng nồng má thì ăn không có tốt ha các bạn ha. Cải chua là nay được 3 ngày rồi đó các bạn. Bữa nay ăn được rồi, thơm quá chừng luôn cả nhà ơi. Nè vàng thực luôn là ngon quá ha. Để mình gấp cho các bạn coi nha. Anh không làm gì anh lại anh gấp giùm anh. Để mình kêu ông xã mình gấp giùm. Cái mình tay cầm máy tay gấp nó cũng này nè. Anh gấp gấp. Gấp nó cầm cầm á, gấp nó nhiều lắm. Gấp cầm. Các bạn ơi, ông xã mình gấp ra giùm mình nè các bạn ơi. Ngon quá chừng luôn. Coi ở trong keo còn nhiêu đây nè ha, giòn gụm luôn á các bạn ơi. Để mình ăn miếng nha các bạn coi. Kiếm miếng nhỏ nhỏ ơi. Trời ơi, miếng cải nó ngon quá chừng luôn á các bạn ơi. Nó non mà nó ngon quá. Để mình ập miếng này coi. Giòn quá chừng luôn á các bạn ơi. Các bạn ăn ớt nè, sắc để vô ha, còn không ít cay hơn ngon lắm. Cái miếng dưa chua nó thấm mà không có màu gì bữa hổm các bạn thấy ha, mình không có bỏ bỏ màu bỏ gì mà mình còn sử dụng gừng trắng nữa đó các bạn thấy không. Các bạn nếu mà các bạn xem video của mình, nếu mà bạn nào đó mà có dịp xem video của mình á thì làm giống y chang như mình thì thế nào nó cũng ra ngon vậy thôi ha. Đừng có lo ngại là bả để cái gì vô mà giấu hay cái gì, không có, không có cái gì trong này á. Rồi các bạn thích ớt thì để ớt vô vậy thôi, ngon tuyệt vời.
cái này món cà chua này làm rất được nhiều đồ ăn món ăn đó các bạn. Ví dụ mình hầm với xương heo, móng heo, hay mình kho với thịt quay, hay là mình xào với lại phèo non gì, nói chung là rất được nhiều món ăn. Mình xào thịt bò hay cái gì cũng được hết đó các bạn ơi, ngon quá chừng luôn. Ở trong này cũng vậy, miếng nào cũng như miếng nấy. Nè các bạn thấy cái nước không? Chỉ là đục đục giống như nước cơm thôi chứ đâu có màu gì. Nếu mà bỏ màu vô là cái nước này nó sẽ màu vàng ha. Mà cái cải chưa chắc đã vàng đâu ha các bạn ha. Còn cái này cái cải mình vàng mà cái nước mình trắng nè các bạn không? Thấy không? Cái nước mình trắng nè. Miếng nào cũng như miếng nấy luôn á các bạn ơi. Thì mình hy vọng là nếu mà các bạn có làm mày làm giống y như mình nè thì thế nào cũng ra ngon vậy thôi. Ngon quá chừng luôn. Rồi mình đã chia sẻ cái cách mà muối dưa cải chua ngày Tết đó của mình đến đây mình kết thúc đó các bạn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại ở những video sau ha.